Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Marketing. Mình là Lê Xuân Vinh. Trong cái video ngày hôm nay ấy, thì mình chia sẻ đến quý anh chị các bạn chính cái sai lầm mà chúng ta thường mắc phải khi mà xây dựng, chăm sóc, quản trị một cái website. Tức là trong quá trình mà chúng ta chăm sóc, phát triển cái website ấy, thì có thể là chúng ta bị vi phạm những cái sai lầm như thế này. Và khi mà chúng ta mắc phải những cái sai lầm như thế này á, thì nó sẽ dẫn đến cái việc đó là cái website của chúng ta nó không có hiệu quả, cái website của chúng ta nó không có thu hút được khách hàng, cái web của chúng ta nó không có chuyển đổi được khách hàng tiềm năng thành khách hàng trở thành người mua hàng đó. Thì nếu mà chúng ta biết được cái những cái sai lầm này á, thì chúng ta sẽ tránh đi, và khi mà chúng ta tránh đi á, thì nó sẽ giúp cho cái website của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. Thì đây là chính cái sai lầm, ok các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ đi từng từng cái sai lầm. Cái sai lầm đầu tiên á mà chúng ta thường mắc phải á, đó là trong cái web á, thì thường thì chúng ta phải thường xuyên viết bài, đúng không các bạn? Chính sai lầm thường mắc phải này. Là cái lý do mà chúng ta là làm web là bởi vì là chúng ta muốn chia sẻ một cái kiến thức nào đó, đúng không ạ? Chúng ta muốn chia sẻ một kiến thức nào đó đến khách hàng. Để mình phóng cái chữ này lên ha. Làm sao phóng chữ này lên nhỉ? Biết các bạn có thấy cái chữ rõ không? Rồi, chính cái sai lầm, ok, chắc chắc là thấy rõ đúng không? Còn cái sai lầm đầu tiên á, là thường đó là chúng ta mà khi mà viết bài á, là chúng ta dùng quá nhiều cái thuật ngữ chuyên môn các bạn. Đó, chúng ta dùng quá nhiều cái thuật ngữ chuyên môn. Thuật ngữ chuyên môn nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta ở trong một cái lĩnh vực gì đó thì nó sẽ có những cái thuật ngữ trong cái lĩnh vực của chúng ta. Ví dụ như là các bạn trên bên lập trình viên đi, các bạn hay sử dụng là code này, lập trình này, hay là nói chung là mỗi cái chuyên ngành á, mỗi cái lĩnh vực nó đều có những cái ngôn ngữ chuyên môn, hay là mình gọi là thuật ngữ chuyên môn ha, thuật ngữ hay là ngôn ngữ chuyên môn vậy đó. Thì chúng ta dùng quá nhiều cái ngôn ngữ chuyên môn như thế này á, thì làm cho khách hàng họ họ khó hiểu, thậm chí họ không có hiểu. Thì khi mà họ không hiểu thì họ sẽ không có giải quyết được cái vấn đề của họ. Như vậy thì nếu mà chúng ta mắc phải sai lầm này á, thì thường á, thì chúng ta không có thu hút được khách hàng, và chúng ta không có chuyển đổi được cái khách hàng tiềm năng ha. Và cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta dùng quá nhiều cái thuật ngữ chuyên môn á, thì chúng ta dễ dàng thu hút đối thủ hơn là cái thu hút khách hàng các bạn ha. Cho nên đó là từ cái ngôn ngữ chuyên môn của chúng ta, từ cái ngôn ngữ chuyên môn thì chúng ta nên chuyển sang cái ngôn ngữ của khách hàng. Thì nếu mà chúng ta trong cái lĩnh vực này thì chúng ta biết ha. Rồi, đó là cái sai lầm thứ nhất nha, mà chúng ta cần tránh. Cái sai lầm thứ hai ấy là khi mà chúng ta thiết kế một cái trang, ví dụ như trang chủ hay là một cái trang landing page hay là một cái trang giới thiệu đó, thì chúng ta đưa gọi là đưa quá nhiều chữ hay là nội dung đó lên phần đầu của trang web. Có nghĩa là có nhiều, mình thấy có nhiều cái trang web đó, họ đưa quá chừng cái nội dung lên cái phần đầu đó, cái phần banner. Nghĩa là khi mà bạn mở mấy cái điện thoại lên hay là mở cái máy tính lên thì chúng ta nhìn được cái phần đầu tiên của website đó, thì mình thấy có một số web đó là họ đưa quá nhiều cái chữ như nội dung lên mà nó không có một cái mục tiêu nào cụ thể hết. Dẫn đến việc đó là trong những cái thời gian đầu tiên mà khách hàng họ họ tiếp cận với cái web của mình đó, thì họ không có biết là họ sẽ làm gì tiếp theo. Thì và họ sẽ nhanh chóng họ thoát khỏi cái trang web. Vậy thì cái việc của chúng ta làm đó là sao? Chúng ta chỉ đưa ít chữ thôi và chúng ta tập trung vào ba ý. Thứ nhất đó là chúng ta phải cho khách hàng biết đó là chúng ta đang bán cái gì, chúng ta đang cung cấp cho khách hàng cái giá trị gì, và cái giá trị đó nó sẽ giải quyết được cho khách hàng vấn đề gì, và bây giờ làm sao để mà khách hàng nhận được cái giá trị đó. Chúng ta chỉ cần đưa ba ý đó thôi. Mình thấy là có nhiều web họ đưa rất là nhiều nội dung, cho nên là làm cho khách hàng mông lung,
khách hàng không có biết là họ phải làm gì tiếp theo các bạn ha. Cái sai lầm thứ ba là mình thấy có nhiều web thì cũng là đưa ra nội dung nhưng mà không có nút kêu gọi hành động, hoặc đó là có thì rất là sơ sài tức nghĩa là khi mà chúng ta đưa ra cái nội dung rồi thì chúng ta phải giúp cho khách hàng phải click vào hay là xem thêm hay là bắt đầu ngay. Có nghĩa là mình phải có một cái nội dung để giúp cho khách hàng phải chuyển đổi và đi tới cái trang tiếp theo làm cái gì đó ha. Mình thấy thì có nhiều website thì cũng có nút nhưng mà không có ra một cái hành động, hoặc là cái nút đó nó cực kỳ sơ sài ha. Và cũng như vậy á, cái sai lầm thứ tư là gì? Có nghĩa là không có lặp lại các cái nút này, không có lặp lại các nút kêu gọi hành động. Là mục tiêu của chúng ta là thu hút khách hàng tiềm năng vào web và phải chuyển đổi, đúng không ạ? Phải chuyển đổi chứ. Nếu mà chúng ta không có chuyển đổi thì chúng ta không có tạo ra được cái đơn hàng, đúng không ạ? Đó. Thì mình thấy là để mình tăng cái cỡ chữ lên nha. Cho nhìn cho nó rõ. Rồi ok. Đó, cho nên đó là chúng ta phải làm sao đó là chúng ta phải lặp lại các cái nút kêu gọi hành động này với mục đích là để cho khách hàng ra được cái hành động, lúc đó thì chúng ta mới chuyển đổi được ha. Rồi. Cái sai lầm nữa là mình thường thấy là các cái website thường hay đưa các cái hình ảnh rồi nó vào cái nội dung, gọi là hình ảnh này, đưa hình ảnh và nội dung, nó nội dung không có liên quan tới sản phẩm luôn, không liên quan tới sản phẩm và dịch vụ. Mình thấy rất là nhiều, đây là nhiều cái này nhiều lắm. Có nghĩa là mà thường thấy là các bạn thấy trong các cái trang chủ hay trang giới thiệu rồi đó, hay là trang liên hệ hay đầu trang cuối trang đó, cũng đưa hình ảnh nhưng mà hình ảnh nó không liên quan. Thì khi mà chúng ta đưa hình ảnh nội dung không liên quan đó, thì sẽ giúp cho cái khách hàng, khiến cho khách hàng họ không hình dung về cái web của chúng ta giải quyết cái vấn đề, họ không nhìn luôn. Cho nên là khi mà chúng ta đưa cái hình ảnh và nội dung lên đó, là hình ảnh nội dung đó nó phải liên quan tới cái sản phẩm và cái dịch vụ của chúng ta ha. Rồi hoặc là mình thấy là cũng có rất là nhiều web họ đưa nội dung lên nhưng mà cái nội dung này nó hoa văn, đúng không ạ? Hoa văn không có, có nghĩa là nó mang một cái hàm ý gì đó, hàm ý làm cho khách hàng khó hiểu. Có nghĩa là nó cũng giống như cái thứ nhất vậy nhưng mà nó mang một cái tính chất là hoa văn, hàm ý làm cho khách hàng khó hiểu, không có hiểu. Cho nên khi mà họ không hiểu thì nó sẽ giúp cho, nó khiến cho khách hàng không có sự thay đổi. Có nghĩa là sao? Ví dụ như chúng ta viết một cái bài hoặc là chúng ta đưa ra một cái nội dung cho một cái đối tượng khách hàng nào đó thì chúng ta phải viết theo cái ngôn ngữ của họ ha. Chúng ta không có cần hoa văn lắm, cũng không cần dễ thương luôn các bạn ha. Rồi cái sai lầm thứ bảy nè, là hầu hết á, mình thấy là có rất là nhiều website không có công cụ để mà thu hút được cái khách hàng tiềm năng, không có công cụ để thu hút khách hàng tiềm năng các bạn. Nghĩa là sao? Không có này công cụ thu hút khách hàng tiềm năng. Cái công cụ thu hút khách hàng tiềm năng này là cái gì? Nó là ví dụ như nó là các cái trong marketing người ta hay gọi là các cái sản phẩm mồi nè, hay là các cái quà tặng này các bạn ha, hay là các cái sản phẩm dùng thử, hay là các cái ebook vân vân vân. Thì chúng ta sẽ dùng những cái đó để chúng ta thu hút, khiến cho khách hàng họ phải
để lại thông tin để nhận các cái quà tặng đó hay là nhận các cái ebook đó. Cho nên là trong cái web mà chúng ta nên để các cái công cụ thu hút khách hàng tiềm năng vào bằng cách là chúng ta để các cái form đó bạn. Chúng ta để một cái nội dung ví dụ như download ebook nè, hay là tặng quà, hay là tặng quà miễn phí gì đó, để cho khách hàng tiềm năng họ để lại thông tin. À, thì đó gọi là cái công cụ thu hút tiềm năng ha. Thì chúng ta xem lại là hiện tại bây giờ cái web của chúng ta đã có những cái đó chưa. Nếu mà chưa có thì chúng ta nên bổ sung vào ha. Tại vì nhờ những công cụ thu hút khách hàng tiềm năng đó thì chúng ta mới có danh sách khách hàng. Thì khi mà chúng ta có danh sách khách hàng thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội để mà tiếp cận, để mà tương tác với khách hàng. Rồi từ đó thì chúng ta mới bán hàng được các bạn ha. Rồi cái thứ 8 là mình thấy là có rất nhiều cái website mình mới vô cái đầu web, bắt đầu cái slider các bạn, cái banner nó chạy ngay nè, nó chạy rất là nhanh, hoặc là các cái hiệu ứng chữ nó chạy ngay chạy lên thì dọc xuống vậy đó. Có nghĩa là sao? Hiệu ứng chạy nhanh đó, khiến khách hàng khó chịu đó. Ví dụ như các bạn thấy vào một cái web mà thấy trong cái banner mà cứ 3 giây nó chạy vèo, hơn nữa trên cái banner đó nó có chứa rất là nhiều nội dung và nó sẽ giúp cho khách hàng không có ra được một cái quyết định gì đó. Họ thấy cái nội dung cái chạy vậy á, họ rối và họ không có một cái ra được một quyết định. À, khi họ ra được cái định thì bắt đầu họ sẽ thoát khỏi cái website chúng ta ha, và họ thoát thì coi như là chúng ta mất cái traffic đó rồi. Ok. À, vậy thì chúng ta nên xem lại cái web của chúng ta có đang bị vậy hay không ha. Rồi, cái thứ 9 mà mình thấy thường hay mắc phải là gì? Viết bài, khi mà viết bài là có nghĩa là viết quá nhiều về mình, viết quá nhiều về mình hoặc là về cái thương hiệu của mình. À, mà không có hướng tới khách hàng. Cái là thường là hay viết toàn là viết về cái thương hiệu của mình, viết về sản phẩm của mình không, mà ít viết tới câu chuyện của khách hàng. Tại vì sao? Khi mà mình làm marketing đó, mình viết bài á để cho mà khách hàng họ đọc được đó, thì mình viết làm sao đó để mà mình xây dựng được một cái hình ảnh mà trong đó có khách hàng. Có nghĩa là khi mà mình đọc cái bài viết thì khách hàng họ thấy là cái hình ảnh của khách hàng trong đó. Khi mà họ thấy được cái hình ảnh đó thì họ đọc. À, cho nên là chúng ta lưu ý cái điều này. Khi mà chúng ta viết bài ha, là chúng ta nên là viết về khách hàng nhiều hơn, viết cái câu chuyện của khách hàng nhiều hơn so với là cái việc mình viết quá nhiều về mình. À, ok, đây là mình tổng hợp được gọi là 9 cái sai lầm mà thường mọi người hay mắc phải khi mà chăm sóc quản trị cái website của mình các bạn đó. Thì ngoài 9 cái sai lầm này á, thì các bạn thấy còn những cái sai lầm nào mà mình thường hay gặp phải thì mọi người gặp phải ấy, thì các bạn bổ sung ha, các bạn bổ sung bằng cách là comment ở bên dưới để chúng ta bổ sung cho nhau đó. Đây là cái 9 cái sai lầm, các bạn nhớ là note lại và ra soát lại thêm là trong cái web của chúng ta hiện tại nó có bị một trong 9 cái sai lầm hay không đó. Thì nếu mà có thì chúng ta nên sửa lại ha. Ok, nếu các bạn thấy cái video này hay nha, thì các bạn nhớ bấm like, subscribe và bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận được những cái video khi mà mình phát sóng ha. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sắp tới. Bye bye.